Vừa rồi là tin tức trong ngày, sau đây mời quý vị cùng đón xem chuyên mục Talk Show của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, hiện đại luôn đi liền với công nghệ. Xe điện thông minh là một phương tiện giao thông mới xuất hiện phổ biến gần đây với vô số tính năng và lợi ích cho người dùng. Trong đó, sự xuất hiện của dòng xe điện thông minh BYD đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Vậy, xe điện thông minh BYD là gì? Tại sao nó lại được gọi là xe điện thông minh? Chương trình hôm nay của chúng tôi mời đến trường quay anh Nguyễn Huy Hoàng, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn BYD Việt Nam. Cảm ơn anh Hoàng đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào chị MC Ngọc Huyền. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Vâng, trước khi tìm hiểu về chủ đề ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip phóng sự ngay sau đây. Trước sự phát triển của xã hội, nhu cầu di chuyển, làm việc, đi chơi, du lịch một cách an toàn, tiện ích và nhanh chóng cũng được yêu cầu cao hơn. Kéo theo đó là nhiều phát minh được ra đời. Một sản phẩm được kết hợp giữa phương tiện truyền thống cùng công nghệ, sở hữu thiết kế nhỏ gọn với nhiều tính năng đột phá. Xe điện thông minh BYD là một trong những phát minh hiện đại và được sử dụng phổ biến tại Mỹ, Pháp, Italia. Bạn ngại di chuyển trên những chiếc xe công kềnh trong những con phố chật hẹp. Bạn muốn có một phương tiện gọn nhẹ, đi êm mà vẫn đảm bảo được tốc độ an toàn. Với chiếc xe điện thông minh nhỏ gọn BYD sẽ giúp bạn xua tan mọi nỗi lo và cảm nhận nhiều hơn tính năng siêu việt mà nó mang lại. Bản thân tôi là một người chuộng xe dòng xe điện bởi vì tôi là một người yêu môi trường. Những dòng xe khác tôi từng sử dụng thì tôi thấy nó có một điểm bất lợi là khó quản lý. Và cái điều thứ hai là khó di chuyển khi đi xa. Thì khi tôi được bạn bè giới thiệu thì tôi có biết đến cái dòng xe BYD này. Thì nó là một dòng xe điện thông minh. Nó có thể gấp, gọn, nhẹ khi đi xa hay đi dã ngoại, đi đâu đó cũng được. Và điều đặc biệt của cái dòng xe này là nó có một cái app giúp mình kiểm soát xe mọi lúc mọi nơi. Thậm chí cho người khác mượn mình vẫn có thể quản lý được. Đó là một điểm tối ưu nhất của dòng xe này. Công nghệ đột phá và tính năng vượt trội, tất cả đều được hội tụ trong BYD. Đây là một trong những chiếc xe điện hàng đầu trong các xe công nghệ. Hãy để xe điện thông minh cho bạn những trải nghiệm thú vị. Thưa anh Hoàng, là một đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực cung ứng các dòng xe điện, đặc biệt là dòng xe điện thông minh BYD. Vậy thì anh có thể chia sẻ cái điểm khác biệt cũng như là ưu điểm của dòng xe này so với các dòng xe điện thông thường khác? Vâng, thưa chị Ngọc Huyền, thưa quý vị khán giả, thì đây là một dòng xe điện thông minh rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Thiết kế của nó là được sử dụng có thể gấp gọn lại. Người dùng hoàn toàn có thể dễ dàng gấp gọn vào trong ô tô này, hoặc là có thể di chuyển vào thang máy. Cái thứ hai, đấy là nó sử dụng pin lithium. Một lần sạc của nó thì lên đến 50 km đối với chế độ điện thuần túy và lên đến 70 km đối với chế độ cộng hưởng điện. Tất cả các dòng xe của BYD đều được kháng nước là IP54. Đấy. Một điều đặc biệt nữa là các cái sản phẩm xe điện thông minh BYD ấy được trang bị cái chế độ đạp trợ lực. Khi mà cái người dùng mà tác động vào bàn đạp ấy sẽ có cái trợ lực từ động cơ nên việc sử dụng xe rất là nhẹ. Cái điều cuối cùng, điều đặc biệt ở đây mà các cái dòng xe khác không có là nó được trang bị cái tính năng quản lý qua ứng dụng điện thoại. Thì người dùng sẽ tải ứng dụng trên cái App Store hoặc là cái CH Play. Đấy. Sau đấy khi mở ứng dụng thì ứng dụng sẽ tự động tìm kiếm và kết nối với xe. Và trong cái mục cài đặt của ứng dụng ấy thì nó sẽ có một cái mục là cài đặt về giới hạn tốc độ. Cái này rất là hay bởi vì khi phụ huynh mà muốn sử dụng cho con ấy thì hoàn toàn có thể là kiểm soát được tốc độ cho con. Đấy, hoặc là người dùng cũng có thể là khóa cái động cơ này, thay đổi mật khẩu này, thay đổi tên xe này, rồi bật tắt đèn này, điều hướng và kiểm tra được cái lối. Như anh Hoàng vừa chia sẻ, có thể thấy là dòng xe điện BYD có thiết kế rất là nhỏ gọn. Vậy thì với thiết kế như vậy thì liệu có đảm bảo được tốc độ tối đa cũng như là cái khả năng leo dốc của dòng xe này không ạ? Vâng ạ, về cái tốc độ tối đa của nó ấy, thì nó sẽ được giới hạn điện tử là 30 km/h. Đấy, và cái độ leo dốc của nó thì nó sẽ đạt tiêu chuẩn là 20 độ. Nhưng trong một lần thử nghiệm thực tế cho chính bản thân tôi thử nghiệm ấy thì tôi đã thử leo dốc ở cái hầm gửi xe của siêu thị ấy, thì cái hầm gửi xe đấy tầm khoảng 35 độ thì xe hoàn toàn có thể leo dốc được và nó đã đạt tiêu chuẩn châu Âu nên người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm.
Thưa anh Hoàng, có thể thấy là dòng xe điện BYD đang được sử dụng rất là phổ biến tại châu Âu. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển của dòng xe này tại thị trường Việt Nam? Hiện tại thì nước ta đang trong cái quá trình hội nhập và phát triển rất là mạnh mẽ. Thì cái mức thu nhập và đời sống của người dân đang được nâng cao nên khá là nhiều. Chính vì vậy là cái nhu cầu sử dụng về cái một phương tiện thông minh, chất lượng và nói chung và cái phương tiện xe điện thông minh BYD nói riêng sẽ là cái xu hướng trong 1,5 năm tới đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy là trên màn hình bây giờ đang hiển thị dòng xe điện thông minh BYD. Anh Hoàng có thể thấy không ạ? Với thiết kế vô cùng nhỏ gọn và thông minh như vậy thì chúng ta có thể thấy là hiện nay cái tình trạng ô nhiễm không khí thì đang ở mức báo động và xe điện được xem là một trong những phương tiện có thể bảo vệ môi trường tốt hơn. Vậy anh đánh giá như thế nào về vấn đề này? Với cái việc sử dụng xe điện nói chung và xe điện thông minh BYD nói riêng thì sẽ góp phần vào bảo vệ môi trường, bởi vì thứ nhất nó không sử dụng động cơ đốt trong nên không có khí thải và nó sẽ làm giảm cái quá trình hiệu ứng nhà kính. Đây là cái thứ nhất. Một vấn đề nữa là nó sẽ giải quyết được cái bài toán là ùn tắc giao thông. Ở các cái thành phố lớn ấy, cái việc tắc đường ấy là nó diễn ra rất là thường xuyên. Chính vì vậy là việc sử dụng một cái phương tiện gọn nhẹ như này thì sẽ giảm thiểu được cái khả năng tắc đường. Thưa anh Hoàng, chúng ta có thể thấy thì hiện nay thị trường xe điện đang rất là phổ biến với rất là nhiều thương hiệu khác nhau. Vậy thì anh có thể đưa ra một số cái lời khuyên cho người tiêu dùng khi mà có ý định hoặc là muốn mua lựa chọn một dòng xe điện thông minh? Thì ngay khi mà phát sinh cái nhu cầu ấy thì người tiêu dùng phải xác định được cái mục đích sử dụng của mình là gì. Có thể là mua cho con đi học này, mua cho mình đi làm này, hoặc là mua để làm quà tặng, hay là mua để sử dụng làm dịch vụ. Về vấn đề giá cả thì hiện tại trên thị trường chỉ với 6 đến 7 triệu đồng là đã có thể mua được một cái chiếc xe điện, nhưng họ phải xác định được là cái chi phí sử dụng lâu dài đấy, ví dụ như các cái chi phí để thay thế này, hoặc là cái chính sách bảo hành của hãng. Và một vấn đề nữa là họ phải tìm hiểu về các cái tính năng an toàn và thương hiệu. Hiện tại có nhiều cái đơn vị là nhập bán theo hàng order thì người dùng phải lưu ý cái vấn đề đấy. Thứ nhất là cái vấn đề bảo hành sẽ như thế nào và cái giá thành của nó so với cái sản phẩm chính hãng là như thế nào. Chúng ta có thể thấy là dòng xe điện thông minh BYD rất là mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Vậy thì anh cũng như là BYD Việt Nam có dự định như thế nào để phát triển hơn nữa dòng xe điện thông minh này tại thị trường Việt Nam không? Vâng, thì hiện tại BYD Việt Nam đang cung cấp 8 mẫu là từ tiêu chuẩn đến cao cấp với giá thành từ 10 triệu đến 13 triệu đồng. Đấy, để người dùng có thể có nhiều cái sự lựa chọn cho phù hợp với mục đích sử dụng. Và sắp tới đây, BYD Việt Nam sẽ cung cấp thêm 2 mẫu nữa là để tăng cái tính tiện nghi và sự thích hợp đối với cái thị trường người tiêu dùng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi của khách mời, có thể thấy dòng xe điện thông minh BYD đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng cũng như góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, lựa chọn xe đạp điện như thế nào để tiết kiệm tối đa chi phí thì không phải người tiêu dùng nào cũng biết. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Xe điện thông minh là dòng sản phẩm mới du nhập vào Việt Nam chưa lâu nhưng đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên thị trường và được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Vốn là phương tiện chủ yếu được các bạn học sinh, sinh viên sử dụng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, phong trào đi xe điện lại nở rộ, khiến đối tượng không chỉ là các bạn trẻ mà còn là những người đã đi làm, người có gia đình, người cao tuổi. Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, công ty trách nhiệm hữu hạn BYD Việt Nam đã cung ứng ra thị trường dòng sản phẩm xe đạp điện thông minh BYD. Với thiết kế hình dạng cá heo hợp thời trang, thân hình gấp khúc và 3 chế độ, sản phẩm rất phù hợp cho việc đi lại trong thành phố. Bên cạnh đó, sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu và đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính như Pháp, Đức, Singapore. Mình lựa chọn dòng xe BYD này bởi vì là nhà mình sống ở chung cư khá là chật chội, mà dòng xe này thì rất là nhỏ và tiện lợi. Mình có thể để vào trong ô tô hoặc là mang lên trên nhà. Xe này mình thường để chở con đi học hoặc là đi chợ loanh quanh rất là tiện. Và mình cũng rất là may mắn và tình cờ khi được bạn bè giới thiệu đến dòng xe BYD này. Khi đến đây thì mình được các bạn nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình. Và đặc biệt ở đây lại có những chế độ bảo hành rất là uy tín nên là mình đặc biệt yên tâm. Công ty trách nhiệm hữu hạn BYD Việt Nam được thành lập với mục tiêu mang đến những sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý với người tiêu dùng Việt. Tự hào là đơn vị đi đầu trong việc đưa dòng sản phẩm xe điện thông minh BYD vào Việt Nam, công ty luôn mong muốn mang đến người tiêu dùng những dòng sản phẩm hiện đại nhất.
Với đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và không ngừng sáng tạo, luôn làm việc một cách tận tụy, hướng dẫn và cung cấp cho khách hàng những thông tin hữu ích với sự nhiệt tình và thân thiện. Bên cạnh đó là đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, luôn làm việc tận tâm với chính sách bảo hành 36 tháng. Khi gặp vấn đề, khách hàng luôn được nhân viên hỗ trợ một cách nhanh chóng. Công ty không ngừng đào tạo, nâng cao trình độ, phát triển năng lực cho nhân viên để từ đó có thể mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Xứng đáng là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các dòng xe điện thông minh. Những thông tin trên hy vọng sẽ giúp khán giả truyền hình nắm rõ hơn về những tiện ích mà xe điện thông minh D-Wayzu mang lại, cũng như tìm được cho mình một thương hiệu cung cấp xe điện thông minh uy tín, đảm bảo được sự an toàn. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Tiêu dùng 24/7. Thân ái, chào tạm biệt.